Mày biết lưỡi bố? Dạ biết. Sao lưỡi bố thất bại ta? Vì điêu thừa. Cái điều mà làm cho đàn ông thất bại nhanh nhất á, đó là cái sự không rõ ràng. Tình yêu và công việc là hai cái thứ mà mình có trộn với nhau. Tạm biệt cái ngày cuối cùng của năm 2020, cái năm mà cướp mất đi của tôi quá nhiều thứ. Tôi chưa tàn, xin bạn đừng đối xử tệ. Đời còn dài, chưa biết ai hơn ai đâu. Hãy để tươi sáng kia xa đạp, ai sổ sàng hơn ai. Dù hôm nay tôi có tóc đen, cho xem thương bạn nhé. 9 năm thời gian trôi qua, tôi ngày đêm luôn nỗ lực để cho những kẻ nhìn đôi. Năm 2020 mệt mỏi như thế là đủ rồi. Bây giờ cho tớ được nghỉ ngơi nha. Ngày hôm nay thời gian quay trở lại, lúc anh và em còn bên nhau, em chắc chắn sẽ trân trọng những lúc anh có em. Thế gian phải sâu biết ly. Tôi thua rồi. Kiếp này tôi có ba cái sai lớn nhất. Thứ nhất là quá coi trọng tình cảm. Thứ hai là không đủ tài đâu. Thứ ba là quá mềm lòng.
anh dài cờ tại sao lại chờ mình em. Nếu là một người khác thì anh không phải mãi ngồi nhìn đêm. Hãy nhìn xem ai đã khiến cho tôi thế này, lẹ vào trong mộng mơ chẳng chịu rời khỏi đây. Và ai đang lăn quanh trong nỗi nhớ này, chắc là em hương tóc phật còn thổ gió bay giờ đó đây. Chẳng biết em có hay nơi anh sầu lắng, em để về chưa hay kể mưa khi mây không màu trắng. Yêu cô gái thanh xuân vừa qua tuổi trăng tròn, yêu cô gái bao năm cho dù bị ăn mòn. Đi qua bao bão tố đường vẫn không vùng vẫy, yêu em thật lâu dài như cao nguyên hùng vĩ. Cái gì của mình sẽ mãi mãi là của mình, còn không cố gắng mày đi nữa cũng thế mà thôi. Những hạnh phúc mất đi rồi làm gì có lại lần thứ hai. Mong một mai hai ta đừng gặp lại. Hai người hai đường và quay lưng không nhìn nhau. Một người ra đi, một người khóc thương một người. Mới có hôm nào ta cùng nhau tay nắm tay, quyền nước cùng trăng thể mãi không thay lòng. Hò hè nụ cười để cho người được vui hơn. Dù anh đớn đau anh vẫn xin chúc người ở bên nhân tình, xin người đừng nhớ về anh. Giọt nước mắt anh đã thay lời anh tiễn em. Rồi sẽ cố quên người, quên hết đi từng tháng năm còn nhau. Sẽ xem như cơn mơ vừa thoáng qua, rồi chẳng suy nghĩ thêm nhiều. Từ nhu kết thúc như vậy sẽ tốt hơn và sẽ thấy nhẹ nhàng.